vừa cho con nhé. Chào mẹ. Con mẹ sợ quá. Con biết bánh gì không? Nhai kỹ con nhé. Xong ăn xong con làm gì? Bàn. Bàn nhé. Xem cho đúng không? Tí con đi xuống rửa tay mẹ quay luôn nhá. Ừ. Học lại cho có quay tiếp không? Có. Đây là hoạt động của con. Không đọc sách. Đúng rồi. Đó, hôm làm nào thì mẹ cứ thế làm thôi. Nhưng mẹ quay thế không sợ hết pin. Mẹ nghĩ là con ăn như thế thì mẹ lấy cho ly chè nhé. Con tôm. Quên.
Chè này thì rất là ngon và thú vị đó. Mình thì ăn rất là đặc biệt thì chỉ có ở vùng tỉnh Kon Tum này mới có. Ngon. Xin mời các bạn đến với Kon Tum. Con biết ba tiềm liêng mà con là bổ rẻ. Đố biết không? Có 5k Kon Tum ngon bổ rẻ. Nếu các bạn nào không tin mình á thì cứ đến Kon Tum ăn thử chè một lần sẽ thấy ngon và muốn ăn mãi, thậm chí là muốn ở Kon Tum để ăn mãi mãi luôn á. Quảng cáo cho Kon Tum ghê không? Rất là đặc biệt, hấp dẫn. Mình thấy món bánh bột lọc lúc nãy mình ăn thì của Kon Tum cũng là ngon. Hầu như món gì của Kon Tum cũng là ngon hết. Nhưng mà chưa chắc món gì cũng ngon. Ngon nhưng chưa chắc đã ăn hết được một ly đúng không? Bạn nào mà thích cái video này của mình hãy like và comment nha. Like, comment còn gì nữa. Và nếu ai thích thì hãy nhấn vào video ở bên dưới để khi nào có thì nó sẽ báo luôn nha. Rất ngon nhưng mà mình không thể ăn hết được đúng không? Bởi vì mình là một đứa trẻ thiếu gì? Một đứa trẻ làm sao? Không biết. Trẻ đẻ non này, nên mình ăn uống nó kém lắm đúng không? Đúng rồi. Có hôm lâu lâu mình ăn thì ăn nó cũng hơi hết hết được, nhưng mà có hôm lâu lâu ăn không hết được. Hôm nay cố gắng lên nào. Chè Kon Tum rất là vừa miệng mình. Xin mời các bạn nha.
chuyển kênh video nha, mình vẫn còn rất là nhiều. Thôi hả con? Giờ đi rửa tay lau miệng nhé.
Dung chân đọc cho tòa hoàng. Ngày xưa có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu không có thì cả làng chịu tội. Được mạnh vua, cả làng cả vùng lo sợ. Chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha: cha ơi, cha đưa con lên kinh đô gặp đức vua, con sẽ lo được việc này. Cha lấy làm nói với làng: làng không biết làm thế nào, đành gấp tiền cho hai cha con lên đường. Đoạn mai đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào họp: cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ muôn tâu đức vua? Cậu bé đáp: bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em cũng không xin được, liền bị đuổi đi. Vua quát: thằng lắm, dám đùa với chấm! Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được? Cậu bé bèn đáp: muôn tâu vậy, sao đức vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ? Vua bật cười thầm khen cậu bé, nhưng vua vẫn muốn thử tài của cậu bé. Bọn ba hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ rất là nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé thưa, cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: xin ông về tâu đức vua rèn cho tôi chiếc kim bằng một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Vua biết là đã tìm được người giỏi, bèn cho thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. Chuyện cổ tích Việt Nam. Chú thích và giải nghĩa: kinh đô nơi vua và triều đình đóng. Triều đình đóng.
sòn, ầm ĩ gây náo động, trọng thưởng tặng cho phần thưởng rất là lớn. Câu hỏi về bài tập: nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài? Câu hai: vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua? Ba: cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của nhà vua vô ý trong cuộc thử tài lần sau? Cậu bé yêu cầu điều gì? Vì sao yêu cầu như vậy? Hai bàn tay em như hoa đầu cành, như hoa. Hai bàn tay em như hoa đầu cành, hoa hồng hồng rực, cánh tròn ngón xinh. Đêm em nằm ngủ, hai hoa ngủ cùng, hoa kỳ bên má, hoa ấp cạnh lòng. Tay em đánh răng, răng trắng hoa nhà. Tay em chạm tóc, tóc người ánh mai. Giờ em ngồi học, bàn tay siêng năng, nở hoa trên giấy từng hàng răng răng. Em yêu, em quý hai bàn tay em. Quy cật, quý thích và giải nghĩa: siêng năng, chăm chỉ làm việc. Răng, 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 răng. Giàn ra theo chiều ngang. Câu hỏi là: hai bàn tay của bé được so sánh với gì? Cổ thơ một. Cổ thơ một là hoa nở đầu cành. Hai bàn tay bé như thế nào? Các cổ thơ còn lại: ba, em thích nhất là cổ thơ nào? Bốn, học thuộc lòng bài thơ. Liệt kê một câu: các từ ngữ chỉ sự vật trong những cổ thơ sau. Tay em đánh răng, răng trắng hoa nhàn. Tay em chải tóc, tóc ánh mai. Thì vật được so sánh với nhau trong các câu thơ câu văn ở dưới đây. Hai bàn tay em như hoa đầu cành, mặt biển
dùng bọc chở hay đỡ đần. Chúng ta nghe viết chơ chuột. Khi mẹ vắng nhà, khi mẹ vắng nhà em luộc khoai, khi mẹ vắng nhà em cùng chị giã gạo, khi mẹ vắng nhà em thổi cơm, khi mẹ vắng nhà em nhổ cỏ vườn, khi mẹ vắng nhà em quét cỏ quét vườn. Sớm mẹ về thấy khoai đã chín, muỗi mẹ về gạo đã giã, gạo đã trắng xinh. Trưa mẹ về cơm dẻo và ngon, chiều mẹ về cỏ đã quanh vườn, tối mẹ về cổng nhà sạch sẽ. Mẹ bảo em dạo này ngoan thế. Không mẹ ơi, con đã ngoan đâu. Áo mẹ mưa bạc màu, đầu mẹ nắng cháy tóc. Mẹ ngày đêm khó nhọc, con chưa ngoan, chưa ngoan. Trần Đăng Khoa. Có thương mẹ không? Có. Tìm các từ chỉ trẻ em. Tập viết tên riêng. Âu lạc, cầu, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ trồng cây mà trồng. Đọc, cô giáo tí hon, bé kẹp tóc lại, thả ống quần xuống, lấy cái nón của